Bình xin kính chào quý vị của đài VNTV đã quay trở lại với show Tất Đắc Tất Vàng. Ngày hôm nay Bình xin giới thiệu với quý vị hai người bạn của Bình ở đây. Người thứ nhất có thể là một quý vị đã biết rồi là anh Kevin Nguyen đến từ HNA Realty. Và một khuôn mặt rất là mới với cộng đồng Việt Nam mình ở đây là cô Lily Thảo Lu. Cô là Loan Officer cho công ty PC Mortgage. Bình xin chào Kevin và chào Thảo. Kính chào quý vị đang xem chương trình VNTV. Chào anh Bình, chào anh Kevin. Kevin chào quý vị khán giả của đài VNTV. Kevin chào anh Bình, chào em Lily. Thì cũng như quý vị cũng biết á, mỗi một cái talk show khi mà tụi em quay lại đây thì cũng muốn cho quý vị những cái topic nào mới lạ để mà giống như là để cho tạo thêm sự hiểu biết của cái người khán giả của mình. Thì ngày hôm nay sẽ đến với hai cái show, hai cái topic mà Bình nghĩ rất là good. Cái show đầu tiên mà Bình muốn, cái câu hỏi đầu tiên Bình sẽ dành cho cái người khách đặc biệt bữa nay là Thảo. Thì đa số cái người Việt Nam mình mà khi mà đi ra mượn loan, hai cái chuyện quan trọng đầu tiên họ sẽ hỏi chắc chắn, cái thứ nhất sẽ là tiền lời là bao nhiêu chấm, đúng không? Yeah. Cái thứ hai là cái gì? Closing cost là bao nhiêu? Thì bữa nay mình sẽ không nói về cái vấn đề tiền lời, tại cái tiền lời nó có thể thay đổi lên xuống rất là nhiều thứ. Đó sẽ là vấn đề mình nói đề tài sau này. Nhưng cái đề tài quan trọng bữa nay Bình muốn hỏi Thảo ở đây đó là về closing cost. Tại vì trong cái closing cost mình biết là nó có rất là nhiều thứ trong đó, đúng không? Cho nên cái câu hỏi của người khách thường là cái phản ứng của người khách là tại sao closing cost nhiều quá? Thì Thảo có thể giải thích là trong cái closing cost nó thường là có cái những gì trong đó không Thảo? Dạ, yeah, closing cost thì thường em chỉ nói đơn giản là gồm ba cái phần chính. Cái lender fee, một cái reserve account và cái title and escrow fee. Ok. Now, nếu mà em nói ba thứ như vậy thì em có thể cho biết thêm chi tiết hơn được hay không? Mà tại vì khi mà mình nhìn vô, mình làm nghề này mình cũng biết, mà nhìn vô nó có nhiều thứ nhỏ lắm, đúng không em? Lender fee đi ha. Lender fee thì thường là cái lender nào nó cũng có những cái fee chính của nó, giống như là processing fee, underwriting fee, credit report fee, rồi flip cert. Thì thường nó chỉ là những cái chính. Nhưng mà tùy lender thì nó có thể có thêm những cái fee nhỏ nhỏ. Còn cái escrow, cái reserve account á, thì nó bao gồm có cái tiền bảo hiểm nhà. Thì thường á, là khách phải trả trước một năm. Rồi cái tiền thuê đất á, thì tùy theo cái thời điểm mà mình đóng cái loan của mình á, thì mình sẽ cần phải trả trước bao nhiêu nếu như mà mình có cái escrow account. Ý của em ở đây có nghĩa là trong cái reserve này là cái này là nếu như người khách muốn đóng thuê đất với bảo hiểm chung, đúng không em? Tại vì riêng mình đâu cần số tiền đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà với những người ta không có muốn đóng cái escrow account thì họ vẫn phải trả cái tiền nhà đất, là tiền thuê đất. Homeowner insurance, cái bảo hiểm nhà cho một năm. Thì hồi nãy em nói là thí dụ trong khi mình mua một căn nhà thì nó bắt buộc phải đóng bảo hiểm một năm trước, đúng không? Dạ, đó đúng là rồi. cái luật, đúng không em? Dạ, đúng thì rồi. Theo anh biết như vậy. Thì như hồi nãy em nói có nghĩa là khi mà tùy theo cái thời điểm mà để họ bỏ bao nhiêu tháng thuế đất hoặc là bảo hiểm nhà vô trong cái reserve đó, nếu mà họ đóng thuế đất với bảo hiểm chung thì dạ, khi mà em nói cái thời điểm có phải là tùy theo cái tháng mình đóng không em? Dạ đúng rồi. Tùy theo cái tháng mình đóng cái loan và tùy theo, với lại là trong cái reserve account nó còn một cái nữa là cái tiền interest. Ví dụ như mà cái loan mà mình đóng trong tháng 8 đi thì tháng 10 mình mới bắt đầu trả tiền mortgage, thì cái đó là cái lý do mà mình phải có một cái khoản tiền gọi là cái tiền interest để mà cái người lender người ta phải mình phải trả trước cho người lender. Ok, thì có thể cái câu này có thể hơi confuse với quý vị tí xíu, có nghĩa là thí dụ như cái người khách đóng cái loan bữa nay là ngày 14 tây tháng 8 đi. Cái payment đầu tiên của người khách lúc nào cũng sẽ trả là vào 1 tây tháng 10. Nhiều người cứ nghĩ là tôi được trả một cái tháng free, đúng không? Nhưng mà thật sự theo mình biết là tiền lời sẽ trả là từ bắt đầu từ ngày 15 tây tới cuối tháng 8, đúng không? Sẽ trả vô trong cái giấy tờ của mình, đúng không em? Đúng rồi. Rồi có nghĩa là tháng 10 là người khách 1 tây tháng 10 là họ sẽ trả cho tiền lời của cái tháng 9. Đúng rồi. Đúng không? Dạ, của tháng 8. Tháng 8 hay tháng 9? Tháng 8. Tháng 8 từ ngày 15 tháng 8 tới cuối tháng 8, bởi vì
khi mà cái tờ giấy mà họ gửi về cho mình để mình trả tiền vào tháng October đó, tháng 10 đó, là thực sự đó là của tháng 9. Đúng rồi, thì ý của anh là như vậy. Còn cái tờ giấy mà chặt lúc mà họ ký có nghĩa là tờ giấy cũng thí dụ như 15 ngày đó là của tháng 8. Đúng rồi. Thì họ sẽ ghi trên đó đúng không? Dạ. Rồi, okay. Ngoài cái đó ra còn nãy em còn nói gì thì title hả? Title escrow fee thì cái đó là nếu như mà mình refinance á thì depends on cái loan amount. Còn nếu như mà purchase á thì như anh Kevin là real estate agent thì sẽ có cái như title escrow. Thì nếu như mà anh Kevin đại diện bán nhà đó thì anh sẽ có cái số đó khác. Yeah. Nếu mà mình biết different. Cái số purchase price thì nó based on cái title. Yeah. Thì nói tóm lại á, quý vị cũng đây cũng biết á, là khi mà về cái vấn đề giấy tờ mà của mua nhà cửa hay là refinance thì không có gì tốt nhất á là mình nên nói chuyện với người loan officer. Tại cái người loan officer là người có thể nói là họ nhìn giấy tờ này mỗi ngày, họ hiểu được là những cái tiền đi đâu. Thì tốt hơn hết mình là người trả tiền thì mình nên chắc chắn là nên cần có gọi là cái gì, hiểu được tiền mình trả cho ai, đúng không? Thì mình biết chắc chắn nếu mà quý vị có bất cứ cái thắc mắc gì chắc chắn sẽ có thể gọi cho Thảo, thì Thảo sẽ có thể giải thích cho quý vị về thêm chi tiết về làm sao cái tiền mình chạy đi đâu. Nói chung ở Mỹ mà cái luật cái gì cũng có luật hết, cho nên quý vị đừng có lo, tiền cũng đâu cũng vào đó mà thôi, đúng không? Yeah. Rồi một cái vấn đề ở đây là hồi nãy mình đang nói về cái vấn đề về closing cost. Một trong những topic nữa mà mình nghĩ quý vị cũng sẽ rất là interest trên cái vấn đề này, đó là về vấn đề zoning, đúng không? Mà không ai có thể nói hay hơn là mình để cho anh Kevin trả lời vấn đề này, tại ảnh là real estate agent. Thì có thể Kevin có thể giải thích thêm tí xíu zoning là cái gì, hoặc là cái tại sao những người khách mình khi mua nhà nên hiểu biết thêm về cái zoning này. Trong sự việc mà mua nhà, cái zoning rất là quan trọng. Thì tùy theo cái nhà mình nó zone làm sao, khu vực nào, zone cái gì thì nó mới là differentiate cái nhà mà ngay chỗ mình ở nó sẽ khác với chỗ commercial. Và cái nhà mình commercial và cái chỗ mà có thể build thêm một cái nhà nữa thì cái zone này nó khác nữa. Khúc mà mình đi mua một cái nhà, nếu mình hiểu được mà cái căn nhà mình mua nó zone làm sao thì nó sẽ maybe sau này mình có thể đầu tư thêm trong cái căn nhà đó. Để mình hỏi Kevin là khi mình nói zoning là tiếng Anh đúng không? Nhưng mà tiếng Việt này có phải là chia cái miếng đất chia khu ra hay là sao, đúng không anh? Giống như từ nhà miếng đất là mình để mình chia khu, mình cất về cái nhà làm sao. Như là một cái có thể cái nhà đó nó next to cái commercial thì nó zone nó khác. Commercial and zone together. So cũng quan trọng khi mà mình mua một căn nhà hay là cơ sở thương mại gì đó thì nó sẽ ảnh hưởng. Có nghĩa là có thể nhiều khi cái miếng đất của mình mua là hiện giờ là nhà ở, nhưng mà tương lai có thể là tại cái khu này có rất là nhiều cơ sở thương mại thì có thể sau này họ sẽ đổi cái miếng đất của mình thay vì từ cái resident có nghĩa chỗ ở thành một cái chỗ mà miếng đất của thương mại, đúng không? Như vậy là điều tốt hơn là xấu hơn vậy ta? Luôn luôn tốt hơn chứ. Đúng rồi, tại đẻ ra tiền mà, phải không? Cho em hỏi là vậy thì tùy theo cái zoning mà mình có thể xây thêm được, phải không anh? Ở Senegal mình alone nha, cái miếng đất hồi xưa đó, tại đất nó nhiều hơn hiện tại bây giờ. Tại vì càng ngày cái builder nó càng build nhiều, rồi người ta càng expand nhiều cho miếng đất, thì hồi xưa đó thì cái construction đó nó không có nhiều bằng bây giờ. Vì càng ngày construction nó càng nhiều thì đất nó càng ít lại. Có nghĩa là giống như dân cư vô đây ở càng nhiều thì cái nhà cửa xây càng nhiều thì đất càng ít lại, đúng không? Đặc biệt là trong 2018 Senegal nó có cái City of Senegal đó, or County of Senegal nó rezone lại đất hết của Senegal. Hồi xưa đó nha, cái nhà mà khoảng 7.000 square feet đi, cái đất á, miếng đất á, thì có cái nhà khoảng 1.000-1.200, nhưng mình muốn cắt thêm một cái nữa đó thì có 700 square feet thôi, cannot be above 700. Có nghĩa là nếu nói cái nôm na là nếu anh có một miếng đất 7.000, đúng không? Hồi xưa anh chỉ xây được căn nhà là 1.200 square feet. Thí dụ thì bây giờ muốn xây thêm một căn nữa thì cho limit 700 square feet thôi. Có nghĩa là cái căn thứ nhì không được quá 700 square feet, mà 700 square feet xây được có một phòng ngủ, một phòng tắm, đúng không? Bây giờ á Senegal nó mới rezone lại thì mình có thể up to 1.200 square feet. 1.200 thậm chí mình có thể xây được 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm chứ đâu. Rồi đặc biệt cái này hồi xưa là không có được địa chỉ mới, không có đồng hồ mới. Wow. Bây giờ hiện tại nó cho mình một căn dạy 1.200 feet
up to 1,200 square feet. Wow. Địa chỉ mới, water meter mới luôn. Vậy nếu mà mình nói vậy có nghĩa là mình mua một căn nhà, mình có thể xây một căn nhà, có thể mình bán được. Nếu như vậy quá lời rồi. Đất rộng. Nhưng mà tùy khu hay là nguyên cái thành San Diego. Nguyên thành phố San Diego nhưng phải cái đất phải 7,000 trở lên. Vậy là sắp sửa những miếng đất trên 7,000 sẽ rất là hot. Oh yeah. Đúng không? Tại đất càng lớn có thể là mình có thể xây nhà một bự hơn hoặc là cái build được nhiều nhà hơn đúng không anh? Sẽ lợi hơn. Oh wow. Wow, đó. Yeah. Mình nghĩ đây là những cái mà opportunity á, cái cơ hội mà để cho những người muốn đầu tư hoặc là muốn mua ở lâu dài để mà có cơ hội để mà có thể xây thêm lớn hơn cho con cái hay gia đình sau này cũng là một cái điều tốt. Anh có bất cứ gì để nói thêm về vấn đề zoning vào ngày hôm nay không? Khi nào có thắc mắc về zoning thì liên lạc Kevin sẽ hướng dẫn cho. Ok, well, that makes sense. Yeah. Thì như quý vị cũng thấy đó, ngày hôm nay chúng tôi đem đến với quý vị hai cái đề tài rất là nóng bỏng đúng không? Một thứ nhất là một đề tài mà ai cũng thường hay thắc mắc, cái closing cost là bao nhiêu? Một cái đề tài thứ hai là zoning, mà thậm chí mình thật sự mình làm ngày này mười mấy năm mình cũng không có rành về cái này lắm. Đây là lần đầu tiên nghe. Cho nên hy vọng là những cái information của Thảo với lại Kevin ngày hôm nay thật sự là giúp được cho quý vị thêm về một cái chi tiết khi mà quyết định ra mua một căn nhà của mình. Okay. Thì mình cũng xin cảm ơn quý vị của đài VNTV đã coi cái show Tắc Đắc Tắc Vàng của chúng em. Thì hy vọng là nếu có thắc mắc gì thì đừng ngại ngùng gọi cho Bình hoặc Kevin hoặc Thảo để mà có thể trả lời thêm những cái câu hỏi mà quý vị thắc mắc. Bình xin kính chào quý vị của đài VNTV. Chào quý vị xem đài VNTV. Chào Bình, kính chào quý vị.